Thả bắt trong đó đi. Bây giờ mình sẽ thả nguyên cái đàn chó của nhà mình ra cho tụi nó tập thể dục, chạy nhảy rồi các bạn. Xin chào các bạn trở lại kênh của gia đình Tích Mập TV. Thì chúc các bạn một ngày vui vẻ. Thì hôm nay mình sẽ thả cho đàn chó ra tập thể dục. Mà cái đồng chí chạy ra chạy vô. Rồi cái gì? Thôi. Cái thằng Lucky, cái thằng Ruby thấy ớn không? Nè. Thôi. Cẩn thận. Mệt quá. Mệt. Mệt. Né né cho tôi đi coi. Tao phải dụ đi cho khỏe đi. Ra sân cá nè, tao phải dụ đi. 1 2 1 2 1 2. 1 2 1 2 1 2. Tung tăng tung tăng tung tăng tung tăng tung tăng. Chạy đi. Chạy cho khỏe đi, đốt năng lượng. Ăn cơm nhiều. Rồi đây là bơi cát nè, bơi cát nè. Bơi cát, bơi cát, bơi cát. Bơi cát, bơi cát, bơi cát. Đi săn tìm kho báu đồ. Họ làm gì đứng chỗ này cái kính cái mặt tiền luôn à. Không đi đâu hết á, đi vòng vòng ngay 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 cái lưng mình luôn các bạn. Giờ mình ngồi xuống luôn à. Hút kỳ đây, dàn keo đây, lúc kỳ nè. Bất hợp cũng đặt ngựa ngựa là đây luôn nè, rồi nó cha của tao, cha của tao, cha của tao nữa. Cha của tôi, cha của tôi. Thôi. Rần. Cha của tôi đó. Cha của tôi, cha của em luôn. Cho cha cha ẩm em biết coi. Gì cơ? Nó rút vô người mình luôn rồi. Bất hợp tiếu. Cưng bất hợp quá. Coi coi cái mặt bả kìa. Cưng bất hợp quá. Cưng bất hợp quá. Thôi đừng cạp cha con. Tay cha để làm ăn, con cạp cái là banh banh tay cha đó. Chơi đi, đi chơi đi. Chơi đi. Trời ơi, ra đây làm gì, rút vô đây làm cái gì? Thôi con. Răng con bén lắm, đừng có cạp cha. Để cạp hoài luôn. Cạp hả, cạp hả, cạp hả, cạp hả, cạp hả. Cứ vừa cái vần với nhau, cái lắc cừ với nhau đi. Có nhiều đó à. Nhà mình có nhiều đó à. Mẹ mặt nữa đây. Mẹ vàng lơm đây, biểu lơm biểu cục cưng biểu ai. Biểu coi khỏi đi đâu xa các bạn, tụi nó tới tới mình là mình cưng đó à. Tự động tới à, khỏi đi đâu nè. Coi các bạn nè.
Táp mặt tôi nữa kìa. Táp mặt tôi nữa nè. Táp mặt tôi nữa. Đi chơi đi. Sợ cha bỏ đi à? Hả? Ê, sợ cha bỏ đi à? Ơ anh lu nữa nè. Anh lượm nữa nè. Thằng Ruby á đi khám phá trên cái cây kìa. À. Ồ có thằng phóc vàng làm gì kìa. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Làm gì vậy? Cắn xe áo tôi hả? Ừ, ừ. Làm gì vậy? 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 Ờ trèo lên luôn cho bằng được. Mình thì ớn. Ở nhà mình nhờ có cây vú sữa cao mút chỉ cà tha luôn. Bên này có cây xài trái dữ dằn lắm các bạn. Đấy qua qua Tết là trái dữ dằn lắm. Đá mới đây các bạn. Húc kia á. U cổ út hậu húc sắc húc. Húc kia tiếng Việt chứ không phải húc kia tiếng Anh. Ôi nhà mình ở khắp mọi nơi, chỗ nào cũng có hết. Nó cho nó vận động phơi nắng các bạn, mèo mặt đang phơi nắng kìa. Đây là tắm nắng cho khỏe. Cháu ngoại nè. Cháu ngoại hiền khô. Nó vận động chút xíu khoảng tới trưa trưa là tự động rồi nó ấy rồi các bạn. Nó nằm phè ra cái nó ngủ nguyên bậy, nó ngủ trên cái hàng tư nhìn tiếu lắm. Hai đứa này lông gần giống nhau. Ba đứa, hai đứa này lông giống nhau nè, nó bắt đầu giỡn chơi hoài nha vậy đó. Ủa sao mình thiến rồi mà cái thằng công công này nó cũng còn cái triệu chứng còn hóc môn nam nhiều quá ta. Nó còn bản tính đàn ông nhưng mà hết tác dụng rồi. Cha ác với con quá. Mà cha không ác thì cha nuôi chắc chết. Nội ngoại gì sao cha lo nổi. Ròm làm gì vậy? Ròm làm gì vậy? Có ngày làm gì vậy? Làm gì vậy? Làm gì vậy? Lại có mày mấy này chơi vui lắm nè. Mấy này rần rần nè. Tiếp tục nè các bạn. Đó. Đây, sáng tắm sáng rồi phơi nắng rồi ngon lành. Đó anh vàng anh chơi xong anh lè lưới luôn kìa. Anh lè lưới luôn anh mệt. Nhai lá quế cho đỡ buồn đi, cho thơm miệng đi, ăn cơm xong rồi lá quế cho thơm miệng. Có mấy cái khăn mình để cho tắm cho nó các bạn. Ôi đứa nữa kìa. Đứa này là đứa tên Mỹ. Đó, cứ như vậy ra vô cái sân mình bẫy lầy luôn.
Nó mình đứng ở đâu rồi tụi nó ở đó à, con nó không đi xa. Ồ mẹ mở bếp phơi nắng nữa kìa, ngon lành không? Thôi à, xin dừng video tại đây các bạn. Dài video dài rồi, coi cũng ngán. Thôi xin chào. Thôi xin tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.